Xin chào tất cả các bạn. Như trước mặt các bạn đây, đó chính là cái dòng sản phẩm cục công suất chuyên nghiệp, thương hiệu là Vatasa VA2008 các bạn nha. Đây chính là cái dòng cục công suất hay là cục đẩy dòng 2 kênh. Cái dòng sản phẩm cục công suất Vatasa thì rất là nổi tiếng rồi. Như mình đã giới thiệu trước là vài cái dòng sản phẩm cao cấp hơn của phân khúc 2 kênh này. Với cái dòng cục đẩy Vatasa VA2008, như các bạn nhìn đây, mẫu mã rất là đẹp đúng không ạ? Hai bên thì có hai cái lớp lưới để tản nhiệt, hút gió. Để hút gió các bạn, hút gió để tản nhiệt cho tất cả các cái thanh tản nhiệt ở bên trong, ở vali. Đây, đây là hai cái nút chiết áp các bạn. Hai cái nút chiết áp này là có cái chức năng là chúng ta tăng cái volume của nhạc. Khi chúng ta tăng lên thì tất cả cái tín hiệu công suất của đẩy nó sẽ tăng lên. Đây là cái chiết áp của kênh A, bên này kênh B. Ở giữa đây là cái nút nguồn các bạn nhé, nút nguồn để chúng ta bật tắt. Còn như bên trên này, các bạn chú ý này, nhìn ở bên trên nhé. Bên trên này là cái đèn để khi có nguồn nhạc vào thì nó sẽ báo lên đây là cái mức cường độ đến đâu. Cao nhất là Pro là ngưỡng cao nhất rồi, clip này nó sẽ báo là sắp vượt ngưỡng các bạn nhé. Đó, bên này là cái logo của thương hiệu Vatasa. Những cái dòng cục đẩy Vatasa này là đều sản xuất trên cái công nghệ dây chuyền của Nhật Bản các bạn nhé. Đặc biệt là nó sử dụng cho âm thanh sân khấu hội trường, sự kiện rất là tốt và karaoke. Nếu mà gia đình chúng ta mà sắm được cái cục này rồi chúng ta kết hợp với một cặp loa full nữa mà sử dụng với loa Vatasa này thì quá tuyệt vời rồi các bạn ạ. Cục đẩy này thì đánh rất là hay, tiếng chắc tiếng mà giải bát rất tốt, giải cao, giải chép, giải mid đều không bị vượt quá ngưỡng, không bị gần mà rất là đều giải. Với cái dòng sản phẩm hai kênh này thì công suất của nó là với dòng 2008 ấy, là mỗi kênh là 800W thì chúng ta có thể phối ghép với một cặp loa full bass 30. Bởi vì mỗi một cặp loa full ấy, thì nó công suất ở kháng 8 ohm của nó cũng phải rơi vào tầm khoảng cỡ 800 đến 1000W một cặp rồi, tùy theo hãng loa. Thì nếu chúng ta dùng gia đình ấy, các bạn sẽ ghép một cái cục công suất này Vatasa V2008 này với thêm một con vang số hoặc một con vang cơ nữa thôi, với một cặp loa full nữa thì quá tuyệt vời các bạn ạ. Một cặp loa full 30 nữa. Thì mình sẽ làm một cái clip để test thử các bạn nhé, test thử cho các bạn. Đây là mặt sau của sản phẩm các bạn ạ. Các bạn nhìn nhé, hai bên là nó sẽ có bên trái đây, bên trái mình là một cái quạt thông gió này, bên phải này cũng vậy, để nó hút gió từ đằng sau vào, để nó tản nhiệt, cho giảm cái lượng nhiệt năng khi cái cục đẩy công suất này nó sinh ra. Thì nó sẽ giúp cho cái cục đẩy chúng ta nó bền hơn. Còn đây là hai cái đường ra loa các bạn nhé, kênh A và kênh B đây, hai đường ao ra đây. Chúng ta có thể đấu bằng cái dốc lưu trích nhựa hoặc là chúng ta đấu dây trực tiếp vào đây. Nếu mà chúng ta dùng cho karaoke mà cố định ấy, thì các bạn nên đấu trực tiếp này, bởi vì tiếp xúc của nó sẽ tốt hơn. Còn khi chúng ta mà dùng cho âm thanh sự kiện sân khấu ấy, thì các bạn nên đấu cái dây jack lưu trích chuyên nghiệp này. Chúng ta tháo ra lắp lại nó rất là nhanh, thao tác nhanh. Đặc biệt các bạn nhìn này, có rất là nhiều chế độ này. Chúng ta có thể đánh bridge. Đây, chúng ta gạt sang bridge để chúng ta cộng hai kênh lại. Chúng ta có thể chơi được ví dụ như con đẩy này công suất của nó là 800W. Hai kênh là mỗi kênh là 800W thì khi chúng ta đánh bridge cộng hai kênh lại thì nó sẽ lên là 1200. Thì chúng ta có thể chơi cho một chiếc súp đơn bass 50 hoặc là bass 40 rất là ok, công suất vẫn dư. Đấy, trong trường hợp chúng ta đánh loa súp. Còn trong trường hợp đánh loa full thì chúng ta gạt về chế độ stereo rồi thôi. Còn Pazalet này thì chúng ta lấy tín hiệu từ kênh A sang kênh B rồi, thì chúng ta chỉ cần một đầu vào thôi là xong. Đây là hai đầu vào các bạn nha, bằng jack ca lông đây. Với cái dòng sản phẩm cục công suất Vatasa này thì hiện tại thì Trường Thành đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi, giá rất là tốt. Các bạn hãy lên website của Trường Thành Euro để tham khảo giá nha các bạn. Các bạn hãy vào trang web là www.truongthanhaudio.com hoặc các bạn có thể liên hệ qua hotline của chúng tôi là 0817365555. Rất cảm ơn các bạn đã dành một chút thời gian để theo dõi video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.